nhằm chất âm của quả trầm WeWork WF2012 phiên bản màu đen vân gỗ. Nó thả những quả bát rất là tròn chắc và lực. Đấy, các bác anh em đang thấy ạ. Anh em có thể đeo tai phone cảm nhận chất âm nó được trung thực hơn. Đây cũng là đơn đặt hàng của chú Khả này. Chú Khả này không? Chú Khả là Lương Tài Bắc Ninh. Vâng, giá của súp này là 6 triệu đồng và chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Ngoài chi tiết về những cái quả trầm hay là những thiết bị lẻ như là loa karaoke là đẩy vang lưng tiếng hay cả bộ, các bác anh em vui lòng liên hệ theo hai số điện thoại hotline của chúng em ở trên màn hình là 0975386726 hoặc 0963866622. Thì bọn em cung cấp các thiết bị âm thanh và gửi hàng về tận nhà cho các bác anh em nhé. Ở quanh khu vực Hà Nội thì các bác anh em có thể nhận hàng qua xe ôm. Đây là anh xe ôm đang chuẩn bị mang hàng đến cho chú Khả. Rồi, rất là cảm ơn chú Khả đã ủng hộ chúng em quả trầm ngày hôm nay. Anh ơi, mỗi em đóng quả này. Đây, tặng chú luôn cái dây này. Dây của nó kia anh. Anh chụp vào xong rồi lấy cái có một cái miếng xốp ở trên mặt nữa. Anh chụp cái miếng xốp trước, xong rồi úp cái thùng lên, anh lật tiếp.